vô phổi rồi nó vô trong những cái bộ phận hô hấp rồi nó làm bị ảnh hưởng nặng hơn, thì có những cái chuyện đó đúng không ạ? Có, và bây giờ chính phủ Biden cho người di dân lậu ồ ạt vào Mỹ, mình đã thấy có những cái chứng bệnh như bệnh ho lao tăng rất lạ ở Mỹ, rất nhiều người bị ho lao. Hồi trước là họ kiểm soát, nếu mà muốn đi nhập cư vào Mỹ mà hợp pháp là thì phải thanh lọc cái bệnh lao và chữa bệnh lao trước khi vào Mỹ. Thì bây giờ thì di dân lậu nó vào mỗi ngày cả mấy chục ngàn, bệnh lao nó lên tùm lum á. Rồi bây giờ bệnh sốt rét, bây giờ cái bệnh sốt rét cách cái vùng tôi ở có 20 mai sẽ có một cái ngoại ô, và bây giờ có họ mới tìm ra mấy hai ba ca sốt rét kinh khủng lắm. Và những cái bệnh mà cái vùng thừa hồi trước chỉ thấy ở vùng Trung và Nam Mỹ thôi, bây giờ nó bắt đầu nó xuất hiện ở Mỹ nữa. Nên là công việc là chính phủ chính sách di dân của cái chính phủ Biden là bị mua chuộc bởi tụi toàn cầu hóa. Mà cái tụi toàn cầu hóa này hồi trước là nó ủng hộ Cộng hòa, cái coat industry đó là hồi trước là nó ủng hộ Cộng hòa, nhưng mà nó cần nhân công rẻ, rồi bây giờ nó lại tài trợ cho mấy cái tụi cho dân chủ Biden để mà đưa người vào Mỹ ồ ạt. Thành ra cái những cái người này mà Rachel nói với tôi á, có thể là họ bị bệnh lao. Nhưng mà làm sao mình biết được cái đó chỉ là bị cảm sơ hay là bị bệnh lao? Phải đi bác sĩ. Phải đi bác sĩ. Tại vì thường thường á thì bây giờ thấy là gia đình người nói chung là Việt Nam chung chung á, thì thường thường cứ là bị bệnh cái nhà uống thuốc cái ráng chần chờ, giống như là cái mùa dịch đó, bản thân cũng Rachel cũng giống như đi đi ăn đi uống rồi xong ấy về cái bắt đầu cảm thấy bị ho ho bị sốt sốt, cái nhà cũng uống thuốc chờ mấy ngày cứ vậy, cái chừng nào mà nhức đầu chịu không nổi nữa cái mới bắt đầu vô emergency thì mình mới biết là bị oxygen nó vô không đủ rồi nhập viện luôn. Mình nhập viện nhiều khi trễ quá là nó chết Dạ. rồi, thành ra nói ông tôi không muốn nhập viện, tại nhập viện thôi tôi thấy người kia nhập viện chết cũng vì là vậy. Chính vì Nên mình ông phải đi nghĩ khám sớm hơn. đúng rồi, you only have yourself to blame. Nhưng mà cái trường hợp mà Rachel nói với tôi là ho bao lâu rồi, nhưng mà ho mà cả mấy tuần này kia đó là có thể bị bệnh lao. Bây giờ bên Mỹ mấy người di dân mà di dân lậu vào, họ đi chợ đi búa gặp họ họ cũng ho ho vài tiếng. Những người đi chợ đi búa đó thì bị nhiễm vi trùng lao vào trong người, Cái nó lây ngay bắt đầu người khác cái bị tiếp. lấy chứ. Dạ.